từ sáng sớm 23 tháng 1 năm 2022, Tăng Ni Phật tử đã có mặt tại Tổ đình Từ Hiếu ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để cầu nguyện cho lễ nhập Kim Quang, Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những bước đi nhẹ nhàng, chắp tay cúi đầu, nói khẽ đôi câu là hình ảnh luôn được nhìn thấy tại buổi sớm mai nơi Thiền sư yên nghỉ. Con đến đây từ thành phố ở Hồ Chí Minh. Con bay ra đây lúc 5 giờ rưỡi sáng với cái di nguyện tâm tan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì con bước chân đến Tổ đình Từ Hiếu này thì con đã cảm nhận được một cái sự tĩnh lặng, tịch tĩnh của không gian ở Tổ đình, cũng như là cái sự mà truyền dạy lại của quý thầy cho mọi người đến đây với một cái sự im lặng để đến thăm viếng Ngài. Khu vực phía bên ngoài, ban tổ chức bố trí các màn hình LED lớn, trực tiếp hình ảnh bên trong để Phật tử theo dõi. Từ 7 giờ sáng, Tăng Ni, Phật tử lần lượt bước nhẹ chân, tiến vào thiền thất đảnh lễ Ngài. Đến 8 giờ, Chư Tôn Đức đã cử hành các nghi thức truyền thống, cùng thỉnh thân tứ đại thiền sư Thích Nhất Hạnh rời thất, lắng nghe, hướng đến lễ đài, nơi tôn trí Kim Quang, ảnh vị tại Tổ đình Từ Hiếu. Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo Chư Tôn Đức, giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng các tổ đình, tự viện, niệm Phật đường tại Thừa Thiên Huế. Một điểm khác biệt nữa là từ trước đến nay, với tất cả tăng ni Phật tử khi từ trần, trong các nghi lễ từ nhập liệm cho đến an táng, quá trình trước đi đều được cầu nguyện bằng việc niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Tuy nhiên, khi rước di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào nhập quan, tất cả chúng đệ tử của Ngài đều niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng là điểm đặc biệt không giống với các tang lễ Phật giáo từ trước đến nay. Nhiều Chư Tôn Đức, Tăng Ni và Phật tử đã xúc động khi chứng kiến lễ nhập Kim Quang nhục thân Thiền sư. Hàng ngàn người cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện giác linh Thiền sư cao đăng nơi Phật quốc. Nghi lễ diễn ra trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Ở bên ngoài sân, vườn chùa, nhiều Phật tử không vào được bên trong cũng đã đến để tỏ thành kính. Họ tiến hành đánh lễ từ xa và cầu nguyện. Ngoài nghi lễ nhập Kim Quang và mọi hoạt động tẩm liệm cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh do đệ tử của Ngài trực tiếp thực hiện, còn lại các nghi lễ vẫn theo truyền thống Phật giáo Huế.